Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm một tựa game One Piece mới nữa nha các bạn. Có tên gọi là Conqueror's Peak. Nếu bạn không tin thì mình có để sẵn chị Google dịch ở đây. Và mình đã chuyển qua là chị Google Việt Nam hem. Thì các bạn sẽ xem chị Google đọc cái từ này là từ gì. Conqueror Big nha các bạn. Còn tiếng Anh đó thì đây, Conqueror. Nó khó đọc quá nên là mình chuyển sang thuần Việt luôn hem. Conqueror rõ ràng nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ đọc sơ qua một số cái yêu cầu ở bên dưới hem. Nút điều khiển thì dễ dàng rồi. Còn về các vấn đề trái quỷ nè, thì bạn chơi game One Piece quan trọng là gì? Quan trọng là trái ác quỷ. Thì trái quỷ xuất hiện sau 1 giờ, xuất hiện 30 phút. Vậy là 1 giờ nó xuất hiện thì 30 phút nó sẽ biến mất ha. Thì các bạn có thể thư thả mà đi tìm. Nhưng mà chưa chắc đâu các bạn. Tại vì mình không biết là đảo rộng bao nhiêu. Rồi kế đến là liều lượng trái quỷ xuất hiện sau 1 giờ và sau đó nó có thời gian hồi chiêu. Là 30 phút là thời gian mà trái quỷ dead palm đó các bạn, là 30 phút. Sau đó bắt đầu đếm lại. Vậy là trái quỷ xuất hiện 1 giờ, rồi sau đó là 30 phút, vậy là 1 tiếng 30 phút, rồi sau đó là mình sẽ tính lại 1 giờ tiếp tục nữa. À, hiểu rồi, 1 giờ này ha, admin có để rõ ràng là 1 giờ trái quỷ xuất hiện, rồi sau đó là 30 phút cooldown, rồi kế đến là 1 giờ trái quỷ bắt đầu xuất hiện tiếp tục. Hem, thì trong cái game này á, giới hạn cấp độ hiện tại là 100, tại game mới mà các bạn, trái hiện tại có là trái Kiro, trái Fuwa, qua trái Barry, trái Doku, trái Goro, trái Mira, trái Hie và trái Suke. Lại là Suke. Mình ăn riết rồi mình ngán luôn rồi. Còn riêng về game pass, ôi, hơi, đi thẳng tiếng. Server VIP á thì 200 Robux nha các bạn. Server VIP em, nó không có vĩnh viễn, chỉ xài được 1 tháng thôi. Thì các bạn xác định cái tựa game này, các bạn trải nghiệm, các bạn chơi á, thì bạn có thể mua server VIP hoặc là hùng tiền cùng với bạn bè của các bạn để mua server VIP em. Rồi đây rồi, vào game rồi các bạn ơi. Đây thôi, con nhân vật của mình. Trang phục coi như là đầu tóc tai, lấy mặc định của nhân vật bên ngoài mình luôn em. Nhưng mà có điều á là hình hơi vuông tí hả bạn. Nhưng mà vuông dứt như thế này á thì game nó sẽ đỡ lắc hơn ha. Rồi về cái phần ta nè, thì có melee, kiếm, defense và điểm trái quỷ, đơn giản vậy thôi. Nhạc thì các bạn có thể tắt nhạc ha. Coder thì bạn có thể nhập coder ở đây, như là coder reset ta hay là coder tìm trái quỷ gì đó, tùy giờ admin. Rồi đây là phần ally, mấy bạn sẽ BT những bè bạn của bạn vào để cho không bị đánh trúng em. Rồi bây giờ thì để mình tắt cái Unikay đi các bạn. Tại vì cái Unikay nó chặn đi những cái bước di chuyển của mình nên là phải tắt nó đi. Rồi, quái đâu? Đừng nói giống game One Piece sinh tồn kia nha, không có đâu các bạn ơi. Game này thì vào thì mình thấy là có bắn đít là đánh. Ủa? Này là thun rồi các bạn ơi. Trời. Ủa, trái quỷ Barry các bạn. Wow, trái quỷ Barry rồi. Nhắm vô. Trời ơi. Đừng khoe của trước mặt mình. Mình khổ lắm rồi. Mình thấy nào mình lụm trái đầu tiên cũng là Suke. Nhậm vụ các bạn, bấm vô ha. Rồi, nhậm vụ nè. Game này thì mình thấy là nếu mà có server VIP thì dễ tìm trái quỷ, khỏi cần phải mua game pass tìm trái quỷ gì mất công các bạn ơi. Mình chỉ cần đi tìm từ đảo này sang đảo khác, cứ canh đúng 1 tiếng đồng hồ tìm thôi. Trời đất ơi, quái không đụng được mình, giọt máu ơi. Em vừa nói dứt câu anh làm liền vậy ha anh. Trời nó đụng mình từ nãy quá đồng áo luôn bạn. Giỡn bay liền, có đỡ không? Ý có nè, chắc chắn ép là đỡ rồi. Đỡ liền. Trời ơi, chơi game bên kia riết thuộc bài luôn rồi. Nè, mình đấm trước tiền ha em. Rồi sau đó là mình phòng thủ. Cái game này nó hơi chậm một tí á. Các bạn nào mà chơi game mà nó di chuyển động nhanh nhanh á, các bạn chơi game này thấy nó đù chậm chậm xíu á. Mà cũng không sao hem. Mấy con quái thì nó sẽ không tự động dí mấy bạn. Mấy bạn phải đánh nó mới dí. Nó đỡ liền. Hình như là mình đỡ như thế này nó không có bị bể khiên cái gì á các bạn. Nhưng mình đỡ được hoài luôn hay sao á. Đâu để mình thử mình đánh quái mình đỡ thiệt lâu coi.
không bị sao các bạn ơi. Đau đưa, mình đỡ đưa lưng cho. Ôi ơi 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 ơi. Cũng logic nha các bạn, mình tưởng đâu là mình đang ở trong cái tư thế đỡ, mình đưa cái lưng ra mà con quái nó đánh mình à, không được chứ. Nào ngờ cũng có chút logic á. Ui trời ơi, trời 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 ơi. Em nằm dùng rồi anh quái ơi. Trời đất coi, mình thả đỡ ra rồi xong cả buổi trời không bứa được cái đầu nữa. Đỡ liền. Rồi xong, nằm dùng. Vừa vào lúc nào không vậy các bạn? Ai đây? Ủa tại sao lại có thằng Gon đây các bạn? Ủa quên bi mà có thằng Gon ở bên Anime Hunter X Hunter đây nè. À Gon đi set bam hả? Gon đi set bam các bạn. Chung là có mấy nhân vật này thì không bị bản quyền nữa các bạn. Game thì sẽ khó đi dài hơn em. Gon này bán gì đây? Chắc bán vũ khí nè. Một kiếm thì các bạn sẽ mua với giá là 350 tiền em. Vừa vào game nào không vậy? Phía đảo Tân Thủ lúc nào cũng có một kiếm mà. Không kiếm thì sẽ có một cái melee cơ bản, hoặc là một cái súng. Quá quen thuộc. Rồi ra đây để mình farm mấy cái con này. Đấm nó. Giờ là phải lại đấm bóp dắt hơi liên tục đó. Tổng liền. Vừa thả ra nhà chống viên. Đợi. Trời, mình có đỡ vậy ngon quá thiệt luôn rồi các bạn. Quá ngon đi. Nó không quýnh gãi được phòng thủ của mình. Không biết là mấy boss sao ha. Chứ mình chơi tự game kia quen quá rồi. Easy. Vào đi xong. Xong vụ rồi. Trời, cái lóng kinh nghiệm sẽ lên chậm dữ rồi tha. Qua thảm vụ rồi chỉ có nhiêu đó kinh nghiệm mà khá là chậm nha các bạn. Không sao. Thấy lúc đầu chậm chậm vậy á, mà cái game này có boss nhanh lắm các bạn. Game có boss lên cấp lẹ lắm. Lúc đầu giai đoạn đầu mà ai cũng cực như nhau thôi. Dù có game pass hỗ trợ cũng vậy. Nhận nhiệm vụ đâu vậy anh? À, trời ơi, đây nè, đằng sau nè. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè bạn ơi, trời ơi cơ. Mình chỉ chỗ bạn nhận nhiệm vụ, bạn cứ xây phô câu về phía mình không là chết rồi. Đỡ. Ui chú anh ơi, anh ơi. Em chưa kịp đỡ mà ship lock liền. Kỳ này là ship lock luôn là có chuyện nữa nè mày anh ơi. Trời mới có 80 belly à, chưa mua được cái tiền tình vui tiền kiếm các bạn ơi. Rồi cấp 2 rồi. Cấp 2 là mình nâng ta melee lên làm mạnh mẽ liền. Bây giờ là mình không đi đường đập full khiên nữa các bạn. Tại vì hiện tại là mình đỡ được nó quá ngon rồi, mình đập full khiên làm gì? Nếu mà quái nó mạnh mà mình đỡ không được á thì mình mới đập full khiên. Đây, chữ M này ha. Chữ M thì phím tắt. Đây, mình sẽ đập vào đây. Bao nhiêu điểm đập hết vô trỏng luôn. Ê chết. Trời ơi, miếng để đập vô cái kiếm được dầu y. Không sao, kệ đi bạn. Từ từ mình tẩy điểm lại sau ha. Đó, nhanh hơn rồi đó. Bây giờ là mình đánh hai combat là chết một con rồi. Đó, một combo. Rồi, combo thứ hai xong. Lên cấp 4 liền. Để đi. Tiếp tục lại nhiệm vụ tiếp. Sắp có kiếm xài rồi các bạn ơi, chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ nữa là có kiếm xài rồi ha. Đảo này mình thấy nó rộng dữ lắm mà ta chỉ có giày thôi hả? Không có con boss đâu hết. Đợi phòng thủ liền. Dứt. Nào á. Dễ dàng. Mình chờ có kiếm, mình đang dầu kiếm mình chém lát lưng hết nè. Bây giờ dễ hơn nhiều rồi. Cỡ mà mình ăn thêm melee nữa là dễ nữa các bạn mà thôi, không sao ha. Cứ như thế này đi. Để mình ăn dầu kiếm mình chém cho sướng. 350 tiền. Mình farm xong nhiệm vụ này là đủ rồi. Đó. Các bạn thấy game này là dễ dàng hơn cái game sinh tồn lúc trước rồi đúng không? Cái game sinh tồn lúc trước chơi đúng mệt luôn á. Thật sự. Nếu mà mình chịu cài á, mà mình đào chỉ cần có được trái quỷ thôi là chuẩn không cần chỉnh các bạn ơi.
Nhưng mà cái game nó khó quá. Game nó khó cực kỳ luôn, khó hơn cái tựa game Rainbow Six Online luôn á. Khó kinh. Rồi đây mua cái kiếm ha. Cái kiếm sẽ không để ở giá trưng bày ha. Đó, đủ tiền mua. Rồi, có kiếm rồi. Kiếm thì mình có hai chiêu ha em. Chiêu Z, chiêu X. Vậy mình chỉ cần nâng kiếm lên là được. Tại vì đâu có tính là cái mastery gì đâu các bạn. Mình nâng kiếm đủ là mình xài à. Hiện tại có chó 9 điểm nè. Đây thì mình có thể bấm vào đây để mình nâng nhanh hơn ha. Rồi, 15 điểm là mình có thể xài được chiêu Z đúng không? Rồi để mình farm thêm tí nữa. Nhiệm vụ. Chắc cấp 10 hoặc cấp 15 mình đi qua đảo khác chơi được rồi. Giờ lo chém mấy con này nè. Trời ơi đã. Ủa gì kỳ á đấy. Đáng lẽ mình cầm cái kiếm mình đỡ vậy là phải căng 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 căng. Vậy mới đúng chứ. Rồi. Ôi bạn kia có trái Paris nẹt nẹt với bạn mình. Tức thiệt chứ. Để mình tìm trái Yuge cho bạn coi. Mình thấy Yuge mình sợ lắm. Trời ơi thiệt. Mình quýnh mà bạn chạy trước đầu kiếm của mình chém trúng là cái bạn kia bị nẹt Paris trước mặt mình. Thấy bạn chứ ai. Rõ ràng đúng không bạn? Mình đang đánh nó chạy trước mũi kiếm của mình chết răng chịu, trúng răng chịu, biết sao giờ? Giờ dí quýnh mình. Đúng thiệt tào lao với lao gì chứ. Đó. Các bạn thấy ăn hiếp rõ ràng không? Ôi chà. Ở lộn được ăn, lộn được ghê vậy ta. Giành quái của mình luôn, các bạn thấy ghê chưa? Ủa xong chém đi. Nè nè giờ đứng đỡ người ta sáng nè chém đi. Giỡn. Rang biết thấy vậy mình VK đỉnh lắm nha. Giỡn đâu. Ba cái vụ chém boss. Nè. Dính trưởng nè. Lui liền. Thôi. Mình đâu có rảnh mà đứng dây dưa bạn. Bạn đó là chi? Bạn đó cầm hai kiếm cũng đâu có giết được mình đâu. Bạn lo farm đi, không lo farm. Đi phá hoại nó. À, đi phá hoại phải. Liêu. Rồi đây. Không ở đây nữa. Ủa chém đã rồi ta. Nè. Lụm. Chém đã. Tuổi gì đây? Dạy liền các bạn ơi. Ở đó chết à. Nâng vào kiếm nữa. Nâng thêm vô. Đó chết. Có 3 điểm à. Đó, 12 điểm rồi. Cũng ráng rướng theo chi không biết nữa. Tại sao lại có một bạn cục súc vậy ta? Chắc mình nghĩ là mình đứng yên để cho bạn đó chém một cái. Cho đã nư bạn đó một cái đi. Đâu rồi, đây nè. Có bạn xuất hiện rồi, tân thủ. Cứu bạn ơi. Ra đi, chạy bạn này cho mình quay. Bạn kia hình như là đang ở bên đảo khác á. Trời ơi. Bạn đó qua đây cái cầm trái quỷ bắn cái trời cũng đã nư. Sướng mình gì đâu á. Mạnh không bạn? Trời ơi, gì trớt vậy? Gì kìa á? Tại sao lại là cái con tít trong bài rap này? Toan rồi. Toan thật sự. Rồi bây giờ để mình kiếm thêm 3 điểm nữa nha các bạn. Để mình xài cái chiêu Z cho các bạn coi ha. Mình nghĩ ha. Cái này là các bạn muốn farm mạnh là mình phải farm từ từ, chậm rãi, farm lâu dài. Và farm thì thế nào với bạn cũng sẽ gặp cái tình trạng giống nãy ha. Một bạn dạng cục súc như vậy sẽ dí chém với bạn. Giống như rượt mình lúc nãy vậy. Ôi. Mình phải để cho nó combo trước các bạn ơi. Mình để cho combo trước đó. Cái mình quá dại. Đó. Chứ mà mình combo trước á thì cái đường kiếm mình nó chém chậm hơn á thì chắc chắn là mình thua nè. Nè, bây giờ cái mình tấp lại combo nè. À được nè. Mình chém trước thôi.
Được, 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 mình đừng lợi sát quá. Đó, dạ là chém trước. Ngon. Chém trước. Trời ơi, chém trước tí nữa được rồi. Vậy, vậy mà cũng bị đập. Rồi, lên cấp chắc luôn. Gì nữa đây ông thần? Trời đất ơi, rảnh quá à. Lúc đầu vào vào sao có những bạn không lo farm mà rảnh như vậy nhỉ? Không, chắc là do mấy bạn đó là hạ hạ được một bạn tân thủ, vui mừng quá khoái. Tại mấy bạn tân thủ dễ hạ mà, chém chém chính ngắt rồi. Rồi mình đi lại nhận cái vụ nữa đi. Chưa lên, chưa chưa lên được cấp 7 các bạn ơi. Không có nâng chiêu được. Lên cấp 7 mình mới nâng chiêu được. Nó nhận cái vụ nữa là ok nè, chắc chắn luôn. Double bay đâu có được, cái đó là ghép bô mà. Trời ơi. Nè, em chém trước một hit nè, trời ơi, chém trước một hit cũng bị quá giải luôn, thôi đỡ chắc ăn. Vẫn có kinh nghiệm. Chém thêm con nữa là được rồi. Ăn ké liền. Đây 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 đây. Ôi cha cha cha, trời, đại ca ơi, đại ca ơi. Em đừng có làm gì đại ca đâu. Đại ca cầm hai kiếm giờ đại ca cha thiên hạ đi rồi, ai dám chống. Tương lai thì em còn cố gắng em chống chứ giờ 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 hiện tại em không có gì đụng tay hết, em không có dám chống với đại ca đâu. Giỏ đại ca, lỡ tay kiếm đúng à. Rồi rồi rồi, anh cấp rồi các bạn, 3 điểm nữa ha là mình xài được cái chiêu Z đó, nó mở rồi nè. Còn cái chiêu X thì bạn phải 65 điểm các bạn mới có thể xài được. Đây, xíu. Xài được chiêu rồi, ghê chứ các bạn. Hình như là nó không có stamina luôn các bạn ơi, không có stamina ha. Miễn miễn là cái thời gian mà cooldown nó hết thì các bạn có thể tiếp tục, các bạn xài 2 lần đúp để bạn chạy nhanh, đơn giản vậy thôi. À, 17 máu. Rồi, vậy là video ngày hôm nay thì mình nghĩ là nên tạm dừng tại đây được rồi ha. Thì nếu mà các bạn thấy game hay hấp dẫn thì có thể vào cài luyện để phiêu lưu cùng mình trong những video lần sau em. Còn mình nghĩ là video lần này thì nên tạm dừng được rồi, video cũng khá là dài rồi. Thì gửi lời cảm ơn rất nhiều các bạn cũng như là anh em đã bỏ thời gian ra theo dõi video. Vậy hẹn gặp các bạn và anh em trong những video lần sau và tiếp theo nha. Bye bye.